nay em có đi trên đường gặp cái chị mà tóc chị bị gối đanh luôn hay sao đó, nhìn thấy ngộ lắm. Để em qua em hỏi thăm chị coi làm sao nha, cái tóc lạ luôn mọi người. Nè, đầu chị đang đi nè, vừa đi vừa cười, thấy cũng lạ mọi người, nên quay lại cho mọi người xem thử. Chị đi đâu chị? Chị em hỏi thăm xíu ơi. Chị đẹp, chị đẹp ơi, có đi nói chuyện hình như người Khmer các bạn, nói chuyện không có nghe, nói chuyện không có nghe mọi người. Em mình đang kêu chị qua uống nước thử. Rồi chị đi luôn mọi người ơi, không biết làm sao luôn. Còn lộn nó nằm ở trên một bên, đi chợ hoài đó. Đi chợ hoài đó, cái nhà mình ra. Trời ơi, dở dồn cả là chảy máu. Không được đâu, đụng người ta giận lắm em. Theo cô biết là tóc đanh đó là mình đụng vô là bị chảy máu. Tóc mà cắt cái là chị bị chảy máu tóc luôn hả cô? Chảy hoài kèm lắm, đụng theo á. Là từ gọng tóc chảy ra máu luôn. Cầm tóc đó là máu không đó. Dạ, ngộ quá ha. Bóp và mềm máu không giống hết. Dạ. Giống như là lâu ngày cái nó thành thịt thành da luôn rồi. Thịt giống thịt mình đó. Dạ, tiền ơi. Máu cái này là thông tin này là con mới biết luôn á. Thật sự là thấy đanh vậy thôi chứ cái này biết là ngộ ha. Nó có máu. Ở đây là mới thấy cô này với cái cô đó, ở đây là có hai cô. Dạ, hai người cái cô này là nó kia thì người ta có chồng. Mà cắt có máu nha, cắt không có máu. Chạy về đâu mà nó tóc mà máu đâu, ai về đâu lại gần mất mềm mềm á. Dạ, ngộ quá ha. Nhọn lên cao không biết con nhỏ đây đường không nó nhọn nghe mới nhọn ra kìa. Con nhỏ này nó đưa xéo một bên. Dạ, cái đó tự nhiên luôn á, phải không? Tự nhiên luôn, nhiên nó ra một bên ra nằm bên, một bên vậy nè. Còn cái cô kia thì một bên thì nằm ở trên nó thì nó dài. Dạ. Nó rời như mình. Rời, còn nó quá từ lọn. Không, dạ. còn cái một cục gì nè, bị dai à. Xuống gì nè. Xuống cái đây luôn. Dạ, dạ, dạ. Còn cái dài nó nằm ở trên cái đó. Dạ. Nhìn ngộ quá ha, đó mới biết cái vụ này luôn á. Ừ, giờ đi tới đâu rồi chạy đi theo đi. Em mình gửi nước mía với bắp cho chị thôi, chị có nhận không? Hay là nói tiếng Việt gì không? Tìm hiểu được cái gì không? Mình giúp đỡ cho họ. Ôn. Chắc. Ngon không vậy? Cái tóc rất là lạ mọi người. Nó lạ nhưng mà mình chắc không dám đụng vô các bạn. Tóc này đụng không được, nghe mọi người, nó đụng vô là không có được các mọi người. Nên mà anh em tụi mình không dám đụng đâu. Thì người ta nói tóc này là có máu trong các bạn. Lâu ngày là máu dính vô tóc. Là tóc máu luôn hả? Đó, chị đang uống chắc đi nãy giờ khác lắm hả chị? Đi nãy giờ khác lắm không? Có đói bụng không? Chị tên gì? Chị tên gì? Chị đang uống nước đó chắc khác, mệt lắm hả mọi người? Mệt lắm. Lội từ nãy giờ mình anh em mình chạy xe là thấy mệt lắm đó, nhưng mà chị lội bộ lội quá trời nhanh luôn, ngộ lắm luôn. Thì để mình gửi chị 10 dép cho mang, dép mình ngộ lắm, kiểu chân đi nhiều quá trời. Nhìn thấy tội nghiệp đó mọi người. Ồ, bỏ vô lại kìa. Chắc chị bị bệnh này kia mới đi như vậy, nhưng phải bình thường đâu, đi như vậy đó hay mọi người. Dính cục lại luôn, nhưng mà đặc biệt nằm nghiêng bên vậy nè. Nó không có như là bình thường. Các bạn thấy kỹ không? Nhìn ngộ lắm luôn. Chị đói lắm luôn mọi người. Đói lắm hả chị? Đói lắm không? Ăn cơm không? Không hả? Ăn cơm rồi đã mua cơm cho ăn. Hả? Không hả? Các chị cũng ngại quay phim hay sao mọi người? Ở nhà có làm gì không chị? Chị tên gì? Hả? Tên gì? Bông hả? Tên Bông hả? Ngày thường Bông làm gì chị Bông? Trông. Trông? Trông hả? Thường ngày chị Trông làm gì? Bông. Làm gì? Bán xăng. Bán xăng hả? Bán xăng ở đâu?
ở trên này hả? Nhưng mà giờ này có bán không, là nghỉ bán rồi giờ mới đi hả? Một ngày đi mấy lần hả? Đi một ngày đi mấy lần? Một ngày đi lội lội đi chơi mấy hai lần ha. Vậy là buổi đi buổi sáng với buổi chiều hả? Đi chơi vậy đó ha. Mình đi xuống bây giờ mới đi. Mình đi tới đâu? Đi tới với Lâm Viên hả? Ồ, vậy là ngày nào cũng đi lội đi vòng vòng chơi vậy đó, ha. Có bạn gì ở dưới không? Có không? Không hả? Không có bạn mà mình lội đi chơi vậy đó ha, tham quan vậy ha. Có đi vô Lâm Viên không không chị? Có đi vô Lâm Viên chơi không? Không hả? Chị cũng nói chuyện ít được ít thôi mọi người, chứ không có nói nhiều như mình được. Nhìn tóc là rất là ngộ luôn mọi người. Nhìn tội nghiệp mọi người, trời nắng đi lang thang. Không có đội nón chân, tại tóc nó bị như vậy nè, nên đâu có mà đội nón được. Tóc nó dính nó gối là luôn mọi người, dính cục luôn. Chân đi nhiều quá trời. Nhìn thấy tội nghiệp đó mọi người. Ồ, bỏ vô loại kìa. Chắc chị bị bệnh này kia mới đi như vậy, chứ không phải bình thường đâu, đi vậy đó hay mọi người. Hết nước mọi người, nên chị bông lấy cục đá nãy trong đó có sẵn á, nên chị bông uống á. Hên là còn nước. Ở đây cũng xa chỗ mấy cái quán lắm các bạn, nên mình không có đi. Không đi là chị đi mất tiêu luôn á, đâu quay được cho bạn coi đâu. Tội lắm luôn. Chị bỏ tiền vô túi đi chị. Bỏ tiền vô túi đi. Cặp bọc lá heo. Bỏ luôn chị. Lấy tiền bỏ túi đi chị Bông. Lấy tiền xài. Tội lắm mọi người ơi. Chị làm sao? Quá tội. Chị cục lại hay sao làm nổi. Trời ơi. Trời này đi tiếp nữa các bạn ơi. Đấy, chị ăn no rồi đó nên bây giờ đi tiếp rồi. Biết tiền cho chị mà chị để trong bọc luôn chứ không có để vô túi mọi người. Rồi lấy cái bọc đó, cuột lại, ngộ lắm. Rồi chào quý vị các bạn nha, hẹn gặp lại ở video sau nha mọi người.